Chào cả nhà khỏe không? Hôm nay mình làm cơm tấm mì sườn chả chay nha cả nhà. Đó, mình giới thiệu cả nhà nha. Đây là mình làm dĩa cơm nè. Đó, mình sẽ đắp trước nè. Đó, cơm tấm. Rồi bì, sườn, chả. Trong này có dưa leo, cà chua, dưa chua. Dưa chua mình cắt bông luôn, nước mắm chay. Đó. Cà chua dưa leo nè đó, nước mắm chai mình vô bịch sẵn, hành mình xào mình làm mỡ hành đây, rồi dưa chua nè mình cắt bông, đợt này mình cắt bông xà đó, xà lách. Còn cái này là sườn non chay. Đó, mời cả nhà nghe, hấp dẫn chưa cả nhà? Còn đây là món bì nè. Đó, bì chay nha. Rồi chả trứng nha cả nhà, cả chả trứng chay luôn. Đó, mình để lên cho cả nhà coi cái chả trứng chay nè. Đó, cũng đâu thua gì mặn đâu cả nhà. Tuyệt vời. Rồi cả nhà vô cái clip của mình ủng hộ nha, vô cái kênh của mình đó, mình chuẩn bị rất là hấp dẫn luôn. Đó, mình làm hồi nữa mình chuẩn bị lên chùa mình bán gây quỹ cho chùa đó cả nhà. Nước mắm mình cũng làm sẵn luôn, mỡ hành, nước mắm chay nè cả nhà. Cơm tấm bì sườn chả của Út Thái đây nha. Chè phải không chị? Chè và cà ri. Rồi chè này là kêu chè thập cẩm. Đây người đẹp đây. Đây là mình quay cái YouTube. Ok. Dạ, vô đây nha, người đẹp nha. Con này là khô bò chay. Khô bò chay nha cả nhà, khô bò chay. Rồi bánh da lợn chay. Bánh ướt, cái này bánh ướt. Nè đây, giới thiệu cả nhà là chả nè. Tàu hũ nè. Chị làm YouTube luôn hả? Làm đâu rồi? Dạ. Rồi đây là bún bò Huế nè cả nhà, bún bò Huế. Đây vô lo. Tại mình quay mình cũng không có ấy nhiều, chỉ món ăn thôi. Tại những cái món chay á, mình để lên YouTube đó. Rồi cho mình quay cái ba nồi bún nha. Rồi đây là nồi bún bò Huế nè cả nhà. Đó. Này là bún bò Huế chay. Đây là bún. Dạ tại em ngược nhiều quá. Còn nước nhiều mà. Nước nhiều. Yeah. Rồi mời cả nhà vô cái clip của mình ủng hộ nha. Rồi đây là nước mía phải không anh? Dạ. Nước mía mấy một ly vậy anh? Nước mía 5 đồng tiền 10 ly 50. Dạ. Dạ. 50. Dạ. Đây anh này bán nước mía nha cả nhà. Đó, anh bán nước mía. Dạ. Quý mới đăng lên. Dạ. Đây anh bán nước mía đây. Cả nhà vô ủng hộ nha cả nhà. Ủa
mùa lễ Vu Lan nha cả nhà. Này đu đủ hả? Gỏi đu đủ. Dạ, gỏi đu đủ. Yeah. Bánh hỏi thịt nướng. Dạ, yeah, bánh hỏi thịt nướng. Mắm ruốc xả ớt. Mắm ruốc xả ớt. Ngon lắm. Dạ. Yeah. Mắm chân. Mắm chân. Sả tế. Sả tế. Dạ. Ngon lắm. Hỏi con cầm luôn con. Dạ, con cầm này. Tâm dạ. Dạ. Gọi đây bánh ướt hả chị? Không có, cái này bánh hò. À, vô đây ba cái luôn. Con tắm bì sườn chả. Dạ. Này gỏi khô bò. À, đây là gỏi khô bò. Còn này bánh hỏi thịt nướng. Bánh hỏi thịt nướng. Trời ơi, bán đủ thứ ha. Đây chả. Đây bì á chị. À bì, đây bì. Đây thịt nướng hả? Thịt nướng. Cô mới tắm nhìn đẹp quá. Cảm ơn. À, mới tắm nhìn hay. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, yeah, thanh kiều. Đây cả nhà.